Chiều ngày 30 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng biểu quyết thống nhất để Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.